Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình AirDrop nhận 800 token có ký hiệu là XLS từ sàn SolarSwap các bạn, chạy trên nền tảng Solana. Để tham gia dự án hôm nay, quản lý phần link mô tả dưới video của mình mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join sào kênh Telegram nhóm Seller nữa nè các bạn. Rồi, các bạn join sào nha các bạn. Các bạn mới đáp lời. Sorry. Rồi tiếp tục thì các bạn join sào kênh group kênh Chờ nó luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow tại Twitter luôn. Rồi, các bạn bấm vào theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi, các bạn xuống đây các bạn retweet và tặng 4 người bạn mình vào các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chụp dẫn như tại tweet như các bạn. Rồi các bạn tặng 4 người bạn mình vào, rồi các bạn bấm tại tweet lên nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi. Rồi thì mình điền thông tin thôi các bạn. Thì enter username Telegram thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè, nhấp vào setting nè thì bạn sẽ thấy được username mình nằm chỗ này nè. Rồi, các bạn điền vào đây nha các bạn. Cộng anh 111222. Rồi, tiếp tục enter link request thì các bạn mở tờ Twitter mình ra lại nè. Rồi ta, đây nè. Rồi các bạn nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài tờ quiz này gấu hay nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Các bạn dán lại đây nè các bạn. Rồi enter Sol wallet here thì các bạn dùng địa chỉ với Solana các bạn. Thì bạn nào chưa biết tạo ví thì để làm comment, mình sẽ hướng dẫn bạn tạo ví các bạn. Thì các bạn vào trong web solet.io đó các bạn. Rồi bạn tạo ví thôi các bạn. Rồi ví này quá dễ vậy. Rồi các bạn bấm vào nhận được nè, các bạn copy địa chỉ ví như này các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lại nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn cái phone này giúp mình thì các bạn điền giùm mình cộng anh 411 anh 3 số 1 3 số 2 nha các bạn. Rồi bạn bấm gỡ là xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia trình AirDrop nhận 800 token XLS. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.